Hôm nay thiện nhân đi đến trường học. Đi đến trường học rất vui, có rất nhiều muốn ăn, ai muốn ăn gì tự chọn. Mình ăn no muốn bể bụng. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Thiện Nhân TV. Và ngày hôm nay sẽ là ngày đầu tiên mình đi học sau những ngày tháng học online tại nhà. Ok, được rồi, đi học với mình nào. Hello, bây giờ thì mình đang đợi đứng trước cửa lớp của mình. Trời ơi, mới lấy xe xong. Trời ơi, hello đi trời. Tao mới đi lộn lớp luôn á. Trời ơi, tao nhảy vô cộng cộng hello, lộn lớp. Đây là quê, là quê chúng mình quê nhiều. Quê là quê, là quê chúng mình quê quá. 92, ô 82. Quê quá à. Mới có mấy tháng mà trường mình có nhiều sự thay đổi ghê luôn á. Ví dụ như cái căng tin này nè, lúc trước chỗ này là bãi đậu xe nè, mà bây giờ là do xây trường mới á, cho nên cái căng tin nó giờ là chỗ này. Lúc này thì tụi mình đang chuẩn bị vào tiết 1 nè. Hello các bạn, thì nãy giờ mình cũng đã học được 2 tiết rồi mà bây giờ vẫn chưa được nghỉ giải lao nha. Ai đi? Dạ. Sau 3 tiếng thì tụi mình đã được ra chơi rồi các bạn à. Ôi là trời. Hi. Trời. Hello đi ngọc hả? Hello mọi người nha. Ôi là trời, đang làm hùng làm điên cái tự nhiên thấy mấy con này dễ thương quá nè. Cầm coi. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Nếu như các bạn thích video này thì đừng quên nhấn like, share và subscribe. Nhớ những cái chuông thông báo để nhận được thông báo sớm nhất khi mình ra video mới đó. Còn bây giờ thì bye bye.